Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khô Audio, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ. Hôm nay có một cái món hàng rất là đẹp, rất là rẻ để phục vụ anh em nhân dịp đầu tuần. Thì Khôi đang dọn nhà nè, thì nó lòi ra cái cặp loa này là cặp loa đến từ hãng Woodman. Đó. Thì chính xác hơn là lúc trước có hai cặp, thì Khôi đang một lần thì có một khách đã mua một cặp rồi, thì còn là một cặp. Thì hôm nay Khôi bán luôn nha. Và chắc chắn rồi nè, bán ngay giá vốn hoặc là lột tí cũng được. Vì khi mà dẹp nhà thì tiền cái gì bán cái đó nha. Thì đây nè, bát 2 tấc ha, bát 20 đó, bát 2 tấc Goodman đây nè. Đó, thì bây giờ Khôi lật ra cho anh em cùng xem ha. Cái này là gân cao su anh em ha, gân cao su. Bát giấy nhưng mà gân cao su. Thì Khôi đang test nhạc luôn nè, anh em xem. Đó, đây anh em ha, Goodman này, made in England nha. Đó. Đó, made in England. Đó. Chắc chắn là zin anh em ha, chắc chắn là zin. Trên cái sườn nó có cái chữ 81. Đó. Còn số series là nó đây, nó chồng nhau luôn nhá. 02C1G này. 02C1G này. Rồi ok anh em. Thì toàn bộ là zin tuyệt đối nguyên bản luôn. Đó, ok chưa? Đó, rất là xịn sò ha. Đó, thì cái cặp này Khôi không biết. Anh em thấy nè, loa còn cắt dây luôn ha. À, loa tháo thùng cắt dây nè. Đó, hai bên này. Đó. Thì cặp trước Khôi bán cặp rồi, còn cặp lại cụ này, cụ tròn này nè. Đó. Thì anh em nào thích thì lên thùng nha, lên thùng. Thì lên thùng mình có thể gắn thêm một cái chép nữa để mình hỗ trợ dây cao. Còn mà những anh em nào có phần kính thì nghe vậy cũng đủ rồi. Đó. Đủ rồi. Thì cặp này lúc trước có hai cặp, một cặp là 7,5 triệu, một cặp là 6,5 triệu. Thì cái cặp 7,5 triệu hình như bán rồi, cặp nào Khôi cũng không nhớ nữa. Đó. Thì bây giờ còn một cặp Khôi thu hồi vốn, bán dưới giá vốn cho anh em luôn, 5,5 triệu. Anh em nào thích thì liên hệ với Khôi để lấy nha. Đó. Bát 20 nhưng mà tuyệt đối thương hiệu Anh. Thương hiệu Anh. Đó. Thì nói chung là quá đỉnh rồi. Đó. Cơ bản nó vậy thì Khôi không biết giới thiệu gì thêm. Ghép thì ghép đèn hoặc là ghép banh dần, xuất âm tù, xuất âm biến thể thì rất là hay nha. Đó. Nên anh em có nhu cầu thì lựa chọn. Bây giờ thì Khôi sẽ kê đỡ vào đây. Đó, kê vào đây. Rồi Khôi test thử nha nè. Nó cái bát nó ngượng ngượng tí. Đó, bây giờ mình sẽ lên chất âm này trực tiếp luôn ha. Lên thử chất âm. Nhưng mà trời Sài Gòn hiện tại nó cũng rất là nóng. Nên Khôi phải mở quạt rồi mở cái nhiệt độ rất là thấp để mà là nóng á. Bây giờ Khôi tắt nhạc này. Acoustic của Phương Thảo ha. Đó, ok ha. Mở vừa vừa thôi, tại vì nó chưa có thùng. Đó, anh em cùng nghe thử. Chưa có thùng anh em nhé. Nhưng Khôi không có mở lớn được ha nè. Rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Bàn tay nàng đang với ai, em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi. Sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi,
muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lên. Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Thôi thì tôi chúc em duyên chồng cộng đẹp đối với nhau. Con đường chia hai ngã đành cách xa. Rồi mình nghe vậy thôi nè. Nói chung là cho biết là Loan hoạt động còn hay giờ như thế nào, thì khi mình về mình ghép cái dàn nhà mình hoặc mình lên thùng thì lúc đó nó sẽ rõ hơn anh em nha. Rồi cô xin báo giá lại 5.500.000. Cái mức giá này thanh lý dưới giá vốn, không bao ship, không có ship code luôn. Chuyển khoản đủ thì khôi ship tận nơi ha. Rồi cảm ơn anh em và chúc anh em một ngày mới tốt lành, lựa chọn được môn hàng ý. Những ai đang xem được clip này mà chưa đăng ký kênh thì cũng rất mong sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Lê Khoa Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.